thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, vừa qua, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024 cấp huyện và cấp tỉnh. Ngay sau đó, tỉnh Đắk Lắk đã tích cực chuẩn bị khẩn trương các phần việc để tiếp tục đăng cai hội thi này ở quy mô cấp khu vực các tỉnh Tây Nguyên. Tại hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk trước đó, có 16 đội thi với 128 vận động viên đại diện cho 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 14 đội đạt giải nhất ở 14 huyện, thị xã và 2 đội đạt giải nhất, giải nhì ở địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã tham gia hội thi cấp tỉnh. Theo điều lệ hội thi, các đội đã trải qua 2 phần thi. Phần thi lý thuyết trả lời các câu hỏi về kiến thức an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phần thi thực hành xử lý tình huống chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Ở tình huống này, yêu cầu các đội sau khi phát hiện có cháy xảy ra phải nhanh chóng tập hợp lực lượng, phương tiện tại chỗ để triển khai dập tắt đám cháy, cứu 2 người bị nạn và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Các vận động viên đã rất nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết trung thực, thi đấu hết mình và đạt kết quả cao, góp phần rất lớn tạo nên thành công của hội thi. Các đồng chí trong ban trọng tài cũng đã làm việc hết sức nghiêm túc, công tâm, khách quan, đánh giá đúng thành tích của từng đội tuyển, đã lựa chọn đội thi xuất sắc, tiêu biểu để vinh danh và tham gia hội thi nghiệp vụ cấp khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên. Ngoài đội đạt giải nhất, nhì, ba thì 15 đội còn lại cũng đã góp phần rất quan trọng để đạt được mục tiêu cao nhất mà hội thi đã đề ra. Để phát huy ý nghĩa tinh thần của hội thi, tôi xin đề nghị các sở ban ngành, mặt trận đoàn thể của tỉnh, ủy ban dân các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó tập trung xây dựng nhân rộng các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, chú trọng công tác phòng ngừa, xử lý cháy ngay từ cơ sở, không để xảy ra cháy lớn gây thương vong về người. Ủy ban dân cấp huyện, cấp xã tiếp tục quan tâm động viên hỗ trợ về vật chất và tinh thần để các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại địa phương có đủ kiến thức và các điều kiện phương tiện về trang thiết bị máy móc công cụ để tổ chức tập luyện, nâng cao khả năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của tổ chức cá nhân trên địa bàn. Tại hội thi cấp tỉnh Đắk Lắk vừa qua, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội thi của phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, giải nhì toàn đoàn cho đội thi xã Quảng Tiến, huyện Chư Mở Ga và giải ba toàn đoàn cho đội thi thị trấn Mờ Đờ Rắc, huyện Mờ Đờ Rắc, giải khuyến khích toàn đoàn cho đội thi xã Xuân Phú, huyện Eka và một số giải phụ ở các phần thi cho các đội đạt thành tích tốt. Đội của em đã bỏ công sức, phải nói là bỏ nhiều khá nhiều việc làm để tập trung vào cuộc thi, tập luyện hết sức có thể, không ngại nắng mưa ngày đêm. Lực lượng công an đã hỗ trợ tụi em về mặt tinh thần, còn chỉ nhiều hơn về những kỹ năng. Qua đợt tập luyện này thì đội của chúng em rút ra được những nguy hiểm về cháy nổ và các cách xử lý tình huống cháy nổ trong cuộc sống hàng ngày. Vai trò của đội phòng cháy chữa cháy là huy động tối đa lực lượng và nhân dân tham gia chữa cháy tại chỗ, nhất là trong thời điểm vàng kể từ khi vụ cháy xảy ra. Với phương châm lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân thì công tác chữa cháy sẽ giảm thiểu về thiệt hại về người và tài sản. Sau hội thi cấp tỉnh, đội đạt giải nhất toàn đoàn đã được chọn để tiếp tục tham gia hội thi nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy khu vực 4 gồm 5 tỉnh Tây Nguyên diễn ra tại quảng trường mùng 10 tháng 3 của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, 3 đội của 3 tỉnh đạt giải cao toàn đoàn sẽ được chọn để tham gia thi chung kết toàn quốc tại Hải Phòng. Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024 theo kế hoạch của Bộ Công an là một hoạt động có nhiều ý nghĩa.
Qua đây, nhằm nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các tổ liên gia và kỹ năng sử dụng các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ để xử lý tình huống cháy nổ, cứu người, cứu tài sản. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy tại cộng đồng, tạo không khí sôi nổi nhằm phát triển phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Với những hoạt động này, sẽ góp phần đưa các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đi vào hoạt động thực chất hơn, phát huy có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, xử lý các tình huống sự cố cháy nổ xảy ra tại các khu dân cư, nhất là loại hình nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh.